Đứng lại đây. Ôi không, rắn đen lại trốn thoát lần nữa rồi. Chúng ta cần bắt được rắn đen trước khi hắn làm hại những đứa trẻ khác. Cuối cùng cũng thoát được cảnh sát rồi. Tạm biệt. Đứa bé kia đi có một mình thôi. Đây là cơ hội để mình bắt cô bé. Thật tuyệt vời. Tiếng gì thế nhở? Ai đấy? Chú Harry, có một cái gì đó rất kỳ lạ trong đống dây thừng kia. Để chú xem thử nào. Ê, cháu bé, đây chỉ là một sợi dây bình thường thôi. Nhìn này. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì đâu mà. Sợi dây biến màu mất rồi. Ta sẽ bắt được ngươi. Lại là âm thanh kỳ lạ đó. Có ai đang theo dõi mình? Ô, bà ơi, bà có thể dạy con nhảy dây được không? Tất nhiên rồi. Cái dây này nó trơn quá. Con, chúng ta đi chơi bóng đá đi. Ta sẽ bắt được ngươi cho mà xem. Cảnh sát chặn lại. Cảnh sát. Đừng sợ thỏ con, cô chú sẽ bảo vệ cháu an toàn. Hãy đi kiểm tra xem sao. Không có ai ở đây cả. Đây là dấu vết của một con rắn. Cái gì đây? Đây là vảy của rắn đen. Chính rắn đen là kẻ đang đi theo thỏ con. Lại là hắn ta. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu. Đúng rồi. Thỏ con, bọn chú đã tìm xung quanh nhưng không thấy ai theo dõi cháu. Đừng lo lắng, cháu đi về nhà đi. Cảnh sát không tìm được ta. Cô bé ơi, ta sẽ bắt được cháu. Đây là đường về nhà nhanh nhất. Đúng là nơi hoàn hảo để ta bắt cô bé rồi. Đừng có chạy, thỏ con ơi. Cháu không thoát được đâu. Cháu đâu có ý định chạy thoát đâu. Bọn ta biết thừa mánh khóe của ngươi rồi. Cái này gọi là mẹo dụ rắn. Ngươi đã bị dính sơn đánh dấu khắp người. Đừng hòng chạy trốn. Bắt lấy hắn. Anh đây rồi. Dấu sơn đã dừng lại ở đây. Tại sao ở đây lại có ánh sáng? Không, đó chính là rắn đen. Các anh thấy được tôi.
Không một ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đi ra ngoài một mình rất có thể sẽ nguy hiểm. Nếu bạn phát hiện ai đó đang theo dõi mình, đừng hoảng sợ. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng chạy đến chỗ đông người và nhờ giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên nhé. Cẩn thận với dây diều. Hey, tay nhanh hơn cậu rồi nhé. Tóc của cậu kìa. Có chuyện gì vậy? Cái gì kia? Có ma. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong công viên có ma. Đi đây, tới đây giúp chúng cháu với. Có ma ư? Chú sẽ tới đó ngay. Tóc các cháu bị sao vậy? Bọn cháu chơi xe trượt ở đằng kia thì đột nhiên tóc bọn cháu biến thành như thế này. Chắc chắn là có ma thật rồi. Thật là đáng sợ quá đi. Các cháu đừng khóc, trên đời này không có ma đâu. Các cháu về nhà trước đi. Ruby, chúng ta đi kiểm tra nào. Được. Cái này sẽ giữ cho mình được an toàn. Ở đằng kia. Đi nào. Đó đâu rồi? Chúng ta chia nhau ra nào. Nghe như tiếng của cái kéo vậy. Bắt được rồi. Ôi không, tóc của tôi. Anh lười. Cái gì? Vậy ra anh chính là con ma phải không? Không phải tôi. Anh ấy không phải con ma đâu. Anh ấy là thợ vườn ở đây. Anh ấy vẫn làm việc vào giờ này vì anh ấy di chuyển rất chậm. Đúng vậy. Vậy thứ chúng ta vừa gặp là gì? Cơn gió này to thật đấy. Cẩn thận. Cái gì thế? Là một con diều. Con diều á? Nhìn này, đây là phần đuôi của một con diều. À, vậy ra con ma là do con diều bay. Bảo sao mỗi khi gió nổi lên là chúng ta lại nhìn thấy nó xuất hiện. Nhưng làm sao mà con diều có thể cắt tóc mọi người được? Dây diều có thể sắc bén, thậm chí có thể cắt được cả hoa quả dễ dàng. Cho nên cắt tóc cũng là chuyện thường. Nghe thật là nguy hiểm. Chúng ta phải tìm ra con diều đó ngay. Hãy chú ý tới hướng gió. Hướng đó. Ở đằng kia. Đúng là một con diều. Ở đằng kia có nhiều người tập trung quá. Nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Mọi người, cúi xuống ngay. Bông bay của tôi. Ôi không. Mọi người tránh ra.
cứu tôi, cứu tôi. À, đúng rồi. Chúng ta an toàn rồi. Dây diều rất mảnh và sắc, có thể dễ dàng gây thương tích cho mọi người. Mọi người hãy chú ý nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi diều lên cao, dây diều có thể trở nên rất sắc bén. Nếu có người đang thả diều hoặc bạn bắt gặp một con diều rơi gần mình, hãy cẩn thận, tránh xa khỏi đó ngay để tránh bị thương. Hãy ghi nhớ lời khuyên này nhé. Tiền là rẻ, không phải đồ chơi. Quả bóng. Nó đây rồi. Là gì vậy? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có quái vật ở công viên. Nó trông đáng sợ lắm, xin hãy giúp bọn cháu với ạ. Con quái vật ư? Bọn chú sẽ tới đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, nó ở đằng kia. Mắt nó chiếu ra ánh sáng xanh là cây sáng rực lên chú ạ. Đáng sợ lắm ý. Mắt phát sáng ư? Các cháu mau về nhà trước đi. Dobby, chúng ta đi nào. Được thôi. Như thế này thì mình không sợ ánh sáng xanh lá cây nữa. Nhưng mà mình cũng không nhìn rõ luôn. Con quái vật bắt được tôi rồi. Vật gì cơ? Đây là cái cây mà. Nhưng mà tôi nhìn thấy một vệt ánh sáng xanh lá phát ra từ hướng kia kìa. Hả? Như thế này hả? Đúng rồi, đúng là như thế. Có vẻ như tia sáng xanh đó xuyên qua lỗ hổng của cái cây này. Nó lại xuất hiện nữa kìa. Nó biến mất rồi. Có gì đó ở trong bụi cây. Cái gì vậy? Chỉ là con thú cưng thôi. Tôi hiểu rồi. Có ai đó đang dùng tia laser để chơi đùa với thú cưng của họ. Ê, nó sáng quá. Sẽ rất nguy hiểm nếu chơi với tia laser thế này đấy. Chúng ta mau đi theo, như vậy sẽ tìm được chủ nhân của nó. Lối đó. Xem đây. Tôi bị kẹt rồi. Chúng ta đi đường kia. Đến đây nào, đây nữa. Mắt của tôi. Chạy rồi. Chạy đi. Chạy đi. Đằng này cũng còn chạy nữa sao? Cái đuôi của tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Dobby, chúng ta mau nhanh lên. Hiểu rồi.
Cẩn thận đấy. Đi nào. Vậy ra đó đúng là que laser ánh sáng. Anh sói, rất nguy hiểm khi chúng ta chơi với đèn laser như vậy. Đây không phải là đồ chơi đâu. Tôi không bao giờ chơi với cái đấy nữa đâu. Các bạn nhỏ, đèn laser là một thứ vô cùng nguy hiểm. Nếu đèn laser chiếu vào mắt bạn, nó có thể gây tổn thương cho mắt, thậm chí gây mù lòa. Ngoài ra, tia laser công suất lớn có thể đốt cháy đồ vật, gây ra hỏa hoạn. Vì vậy, chúng ta không nên chơi với đèn laser. Phải luôn cẩn thận nếu phải sử dụng chúng. Hãy nhớ những điều này nhé. Bảo mật thông tin cá nhân. Con yêu, nhìn đây nào. Nhìn con đáng yêu quá. Để mẹ up ảnh con lên mạng nhé. Vâng ạ. Rồi chúng ta sẽ có thật nhiều like đúng không mẹ? Một bức ảnh mới. Cô ấy rất thích up ảnh lên mạng. Thật dễ dàng để đánh cắp thông tin cá nhân của họ. Mẹ ơi, con thích ăn bánh bông. Được thôi, để mẹ đi mua cho con một cái nhé. Ở yên đây đợi mẹ, nhớ chưa? Vâng ạ. Cuối cùng cũng đi, cơ hội của mình đây rồi. Chào cháu, thì con. Chú là ai vậy ạ? Chú là bạn của mẹ cháu. Mẹ cháu nhờ chú dẫn ra chỗ mẹ đấy. Nhưng cháu không quen chú. Mẹ cháu kể cho chú nghe rất nhiều về cháu đấy. Cháu năm nay 4 tuổi và đang học trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương đúng không nào? Thế mẹ cháu còn nói với chú cháu thích gì nhất không ạ? Để chú nhớ lại đã. Đây rồi. Chú nhớ chứ. Cháu thích trèo cây. Và thích những công chúa nữa. Ôi đau quá. Chúng ta hãy cùng đi ra đằng kia với mẹ cháu nào. Con yêu, nhìn xem mẹ mua cho con nhiều bánh bông lắm. Con bé đi đâu rồi? Con ơi, con đâu rồi? Chúng ta đi nào. Kỳ mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi mất tích rồi. Nó vừa mới chơi ở đây một phút trước thôi mà. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp chị tìm ra cháu bé. Chú Táo ơi, sao chúng ta đi xa vậy ạ? Yên lặng nào, đi theo ta nha. Cháu không muốn đi nữa. Ông đang làm gì thế? Mau buông đứa bé ra. Không, tôi đang nhắc cháu nó là đến giờ về nhà rồi mà. Anh là cáo, cô bé là khỉ. Tôi không nghĩ hai người là một gia đình đâu. Chú ấy. Tôi là bạn của mẹ cháu bé mà. Ở đây này. May mà mình đã chuẩn bị từ trước. Là vậy thật sao? Châu nhỏ nhà tôi thỉnh thoảng cũng bướng bỉnh như vậy đó. Mình phải đi ra ngoài khỏi đây. Kêu chào vâng.
của tôi. Anh chị có thấy khỉ chị ở quanh đây không? Xin lỗi, anh có tình cờ thấy khỉ chị không? Ý anh là đứa bé trong ảnh này phải không? Hả? Sao anh lại có bức ảnh gia đình này? Lạ thật, sao lại có anh cáo ở trong ảnh này chứ? Anh cáo đưa tôi bức ảnh này, anh ấy nói anh ấy là bạn của chị. Hả cái gì? Tôi còn không biết anh ấy. Tôi nghĩ anh cáo đã sử dụng những thông tin và hình ảnh chị up lên mạng để bắt cóc khỉ chị. Bất kỳ vụ án nào cũng để lại manh mối. Xin chào, Papillon nghe đây. Papillon, anh cáo đã bắt cóc khỉ chị. Chúng tôi cần bạn giúp tìm vị trí của họ. Đã rõ. Không có chỗ nào để trốn đâu cáo. Hãy xuất hiện đi. Xin lỗi, tôi nhầm người. Gửi vị trí đến chỗ các anh đây. Nhận được rồi. Hướng này. Cháu muốn về nhà. Dừng xe lại ngay. Cảnh sát ư? Anh nghĩ anh có thể bắt được tôi ư? Chúng ta hãy đi đường tắt để chặn đầu hắn. Được. Khỉ chị. Cảnh sát trưởng Labrador. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được đăng tải những hình ảnh hay thông tin cá nhân của mình lên mạng Internet. Người xấu có thể lợi dụng những thông tin này. Hãy nhắc nhở cả ba mẹ mình điều này nữa nhé. Chơi trong công viên an toàn. Oh, công viên giải trí kìa. Nhanh đi nào. Vâng. Đủ chiều cao, vào trong đi. Đấy là chúng ta. Cháu không đủ chiều cao, cháu không thể vào. Chúng ta chỉ cần cao hơn một chút nữa thôi. Có gì đó đang xảy ra. Cảnh sát trưởng Labrador, có con quái vật đang đi xung quanh đây, đáng sợ lắm. Hả? Quái vật sao? Nó cao như cái cây và nó đi nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Nó có một giọng nói kỳ lạ và đầu nó có thể xoay tròn như thế này này. Giọng nói kỳ lạ sao? Dobby, hãy đi kiểm tra xem nào. Bọn trẻ nói quái vật cao nên rất dễ tìm. Ai đó cao lắc lư và đi xung quanh sao? Đứng lại ngay. Bắt được rồi. Dobby, đây là anh Hiêu không phải quái vật. Tôi xin lỗi nha. Anh Hiêu, chúng tôi đang tìm một con quái vật cao lớn. Anh có nhìn thấy nó xung quanh đây không? Vâng, tôi có thấy. Nó đang đi một cách kỳ lạ về hướng đó. Cảm ơn anh. Dobby, đi thôi. Vào trong đi. Cháu có thể vào trong không?
Thật là một đứa trẻ cao. Wow, mọi thứ ở đây trông thật là vui. đi thuyền gỗ, chơi trò đó trước đi. Ở đằng kia. Đau quá. Chúng là hai anh em trốn con. Tôi nghĩ chúng làm vậy vì chúng chưa đủ chiều cao để vào công viên giải trí chơi. Nó rất nguy hiểm, chúng ta phải ngăn chúng lại. Ôi, cẩn thận chú. Bây giờ không cần phải giả vờ cao nữa rồi. Dừng lại. Ôi không, chúng đã bắt đầu chơi rồi. Chúng thật là nguy hiểm. Chúng ta cần phải nhanh lên. Wow, cô nhìn thấy con khủng long kìa. Ôi không, nguy hiểm quá. Nhanh hơn đi. Quá đấy các cháu. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, nhiều trò chơi trong công viên giải trí có yêu cầu về chiều cao. Đó là bởi vì nếu các bạn không đủ cao, thiết bị an toàn có thể quá lỏng hoặc quá rộng để bảo vệ bạn và có thể dẫn đến tai nạn không an toàn. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Không xả rác, không có mũi. Đi đi. Sao mà nhiều mũi thế hả? Cứu với, đừng có đi theo tôi nữa. Cứu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đau của tôi. Mỏi của tôi. Cổ của tôi. Ngứa vai. Có chuyện gì với các bạn vậy? Cảnh sát trưởng Labrado, mũi ở khắp mọi nơi trong thị trấn. Nó đáng sợ lắm. Nhìn những gì chúng đã làm với bọn tôi này, làm ơn giúp đi. Chúng ta đến đây. Gabi, chúng ta đi xem sao. Đã rõ. Các người không thể đốt ta đâu. Gabi, nhanh lên nào. Được rồi. Càng ngày càng nhiều muỗi đến. Có vẻ như nơi chúng sinh sản là ở đằng kia. Để tôi đi kiểm tra. Các người không thể đốt ta đâu. Ê,
Mông của mình, mặt của mình, đi nào. Ở đây có nhiều muỗi quá. Chúng đang đuổi theo kìa. Trốn vào trong hộp. Đáng sợ quá. Có nhiều muỗi quá đi mất, chúng ta phải làm gì đấy? Babylon, chúng tôi bị muỗi bao vây rồi. Chúng ta cần bạn giúp. Muỗi ư? Để đó cho tôi. Babylon luôn luôn có cách. Babylon. Wow, Babylon, tại sao chúng không đến gần cô nhỉ? Bởi vì tôi đang đeo miếng dán chống muỗi và vòng đeo tay. Của anh đây. Giờ chúng không thể đến gần tôi nữa. Nhìn đến kia kìa, những con muỗi đang đến từ đó. Nó bốc mùi quá. Hả? Muỗi vẫn đang tiếp tục sinh sản. Chúng có thể sinh sản ở những nơi ẩm ướt hoặc bẩn thỉu thế này. Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều muỗi ở thị trấn này. Ai đã gây ra mớ hỗn độn đây nhỉ? Ta không sợ các người đâu. Cứu tôi. Có chuyện gì thế? Đi nào. Cứu với. Đi thôi. Babylon. Xem tôi đây. Tôi xin lỗi. Nhanh lên. Anh Bison, hãy giữ môi trường xung quanh anh sạch sẽ từ bây giờ. Tôi sẽ làm và sẽ không bao giờ xả rác bừa bãi nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, muỗi vào mùa hè rất khó chịu. Muỗi không chỉ đốt mà còn có thể truyền bệnh nữa đấy. Muỗi thường sinh sản ở những nơi ẩm ướt, bẩn thỉu nên chúng ta cần giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Ngoài ra chúng ta cần phải giữ cho phố phường sạch sẽ và không xả rác bừa bãi. Hãy ghi nhớ những điều đó. An toàn ngày mưa bão. Bắt được rồi nha. Bắt đầu có sấm chớp rồi, chúng ta phải về nhà ngay thôi. Được rồi. Một con chuồn chuồn nữa kìa, chúng ta bắt nó con này đi. Và sẽ bắt được mi. Đợi tớ với, yêu các cổ con. Hiếu các cổ con, cậu ở đâu rồi? Chúc một ngày tốt lành. Sao mà gió thế nhỉ?
né tránh hoàn hảo. Sóc bay nhỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, hãy giúp cháu tìm bạn yêu cao cổ con. Có chuyện gì vậy? Trời bắt đầu sấm chớp nhưng cậu ấy vẫn mãi chơi ở trong công viên đấy chú ạ. Hả? Gì cơ? Như vậy thật nguy hiểm. Cháu hãy đợi trong cửa hàng nhé. Các chú sẽ đi tìm cậu ấy ngay. Đường này. Hiệu cao cổ con. Hiệu cao cổ con. Hiệu cao cổ con. Cháu đang ở đâu? Hả? Dobby, cẩn thận. Hey. Đáng sợ thật. Không bao giờ được đứng gần cột điện khi trời giông bão nhé. Giờ ngươi không thoát được đâu. Đáng sợ quá. Ôi không, trời bắt đầu mưa rồi. Chúng ta cần tìm hươu cao cổ con ngay. Hươu cao cổ con. Hươu cao cổ con. Hả? Vợt bắt côn trùng à? Cái này của hươu cao cổ con. Cảnh sát trưởng Labrador, hươu cao cổ con chắc chắn ở gần đây thôi. Tôi có cảm giác như bị kiến cắn vậy. Ôi không, hãy mau thả cái vợt côn trùng ấy ra ngay. Vợt bắt côn trùng được làm từ kim loại nên nó rất dễ bị sét đánh trúng. Sân chơi này có rất nhiều đồ chơi làm từ kim loại. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Lối này. Cứu mà. Là hươu cao cổ con. Cậu bé đang gặp nguy hiểm. Đi nhanh nào. Hươu cao cổ con, không được trú dưới gốc cây. Chúng ta không nên ở đây. Đi nào. Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Đừng. Sử dụng điện thoại dưới trời mưa bão cũng có thể tăng nguy cơ bị sét đánh đấy. Nguy hiểm như vậy sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy đến một vùng trung thấp. Ở đó sẽ ít bị sét đánh hơn. Đường này. Hãy mau chóng di chuyển đến nơi an toàn. Sao bay nhỏ, hươu cao cổ con, tôi đã rất lo cho cậu. Cháu không bao giờ chơi ngoài trời khi mưa bão nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi trời có mưa bão, các bạn nên ở ngoan trong nhà hoặc trong xe ô tô. Nếu các bạn chẳng may ở bên ngoài, không được trú mưa dưới gốc cây hoặc các bức tường ngoài trời. Tránh xa cột điện và dây điện. Ngoài ra, chúng ta không được gọi điện thoại hoặc sử dụng các thiết bị điện tử. Và cũng không được chạm vào các vật dụng kim loại khác. Chúng rất dễ bị sét đánh. Hãy ghi nhớ những điều này nhé.